Nè bữa nay mới làm bánh canh cua nè. Mà xay rồi nè. Này cua mẹ xay rồi đó hả? Ừ, mà để nước nè. Nước này ấm ấm nè cho nó ra nè. Mình lượt ở đây. Con cho nước sôi vô được không? Nước sôi quá nó chín. Nước ấm ấm được rồi. Hỏi chơi vậy thôi chứ không biết mà. Cái này cua đồng nè. Cua đồng gặt ghi nè. Rồi bên đây mẹ chuẩn bị nước cốt dừa hả? 60 ngàn 1 kg mà bữa đó mẹ bả tan chợ bả bán mẹ quá rẻ có 30 ngàn 1 kg. Không phải dừa mua này. Này nước cốt gì mẹ? Cốt dảo là thích nhất. Nhất này khi bánh chín rồi mới để vô. Nước cốt dảo là sao mẹ? Mình vắt sao? À mình vắt nước thứ hai thứ ba đó hả? Ừ. Cái này là giống như bánh bánh canh cua mà ngày xưa dì Năm làm cho mình ăn nè. Giờ đi bắt nước sôi để một chút nấu cua với lại nấu bánh canh luôn nha các bạn. Đậy nắp đi cho nhanh sôi. Nè bây giờ mẹ nhồi bột đó. Mẹ nhồi bột gì? Bột gạo. Cái này mình lấy cái đánh như cái êm lắm. Này nhồi tay cũng được rồi, rửa tay nhồi. Thôi. Làm này lát. Này mẹ cho nước gì? Nước sôi hay là nước nước ấm? Rồi bây giờ mình lấy cái gan con biết không, con muốn là làm cái chai hay là con muốn là tấm tớt. Sơ rồi con dở nắp cho mẹ đi. Đã gì đâu ha. Làm gì chi vậy? Cho nó thấm bột con. Cho mịn chứ thấm gì. Đâu có, cho nó thấm nè nè. Rồi, rồi đã ha. Cái này giống bánh da lợn quá nè. Thì bột bánh da lợn bột này nè. Bột gạo luôn. À, mình làm bánh da lợn nhưng đậu chưa làm nữa nè con ơi. Mình đậu mình có rồi kìa. Mới mua mới lại con kìa. Đó, gà nè ha. Kỹ thuật cũng thế hả? Đó. Cán gì đó nữa nó mới đều. Cái mâm này nè con làm nó dễ ăn cái thao. Nó hết đốt trâu rồi đó. Ánh nắng chiếu vô gương mặt của mẹ vàng khè. Lấy cái giá cho mẹ. Nước đã sôi. Chạy với bà lấy cho mẹ đi. Giờ mẹ đổ cua vô. Một chút nó sẽ nổi lên nè. Đó, chùi hết nó nổi lên nè. Ừ. Quay xa xa vậy mới thấy. Củi xéo vậy nè. Cái lò này hơi nhỏ đó, cái lò này bữa con mua là nhỏ. Ơi, lò này bữa không em hấp bánh đó. Khó quá. Đó, theo chiều đó. Đưa lò ra chỗ ngoài nắng nữa chứ. Ừ. Nổi lên nè. Bữa này đi, thấy ngon không con? Ngon quá đã. Nè mẹ để miếng thịt vô đây nè. Thịt xay hả mẹ? Xay. Rồi cứ bắt đầu con trộn chung với cua. Ừ, con đập miếng hột vịt vô. Vịt giống vịt sinh đôi vậy. Dài giống heo mà nó không xanh heo. Hiếm lắm mấy con hột vịt đôi. Ừ. Có nêm nếm không mẹ? Có chứ, làm rồi nêm nếm vô. Rồi cái con đem đi hấp. Con lấy hành lá trong tủ cho mẹ, cái mày để trong tủ nó dở lên nó thấy rồi. Muốn bột ngọt này nghe con. Nêm nếm gia vị. Ừ, con để miếng đường vô. Đường, bột ngọt, tiêu. Cho một chút xíu hạt nêm hay muối gì. Chà, cái này không phải một chút nữa rồi. Mẹ mình đã lỡ hơi cho lố các bạn ơi. Lỡ cho lố sao không biết làm gì hết cừ á. Cừ. Cái cà no mình đâu ta. Chiến này nè. Ăn cay hít hà cho coi. Một xíu muối vô nữa nè. Kiếm muối còn không hạt nêm cũng được. Hôm nay tóc mẹ đen lại rồi. Rồi. Giờ mẹ cho gì vô nữa.
bột mì nè. Đồ cá màu hồng mới chịu nha. Màu hồng gì? Chết cha. Màu hồng. Nước sôi giờ mẹ mình dích bột vô nha các bạn. Tối quá muốn xì đường đó con ơi. Hết thấy đường gấp mọi hả? Ừ. Cục bự quá không? Miếng bự quá không? Không đâu, lớn không bự đâu nè. Vậy đó nè. Nhỏ quá thì gấp miếng bự rồi á. Còn gì ăn. Bánh canh nó bán nó sắc bự hơn của mình. Wow, bánh canh nổi lên là chín rồi đó các bạn ơi. Giờ mẹ mình sẽ vớt ra nha. Rồi đây là nồi nước cua. Lấy cái nồi nước cua này nấu luôn hả mẹ? Ừ. Nè. Mẹ vô đâu? Mẹ vô nước cốt nè. Mẹ vô nước cốt. Cái này là mẹ nấu bằng nước cua luôn đúng không? Nước cua. Này vừa ăn. Nêm lên mẹ. Nêm nữa nè, vậy là dừa nè. À, sợ bánh canh kìa, trông ngon quá. Ừ nè. Dai ghê không? Da mới da mềm. Ừ. Miếng. Chút xíu muối. Đường với muối. Có cho nước mắm không mẹ? Không. Có thấy tiêu ăn này bỏ vô đây giống như bánh canh mặn á. Tiêu mình bỏ vô đây rồi, chừng nào mà con múc ăn con gứa miếng tiêu vô. Tỷ thích con không muốn bỏ thì thôi, vì mình bỏ cho nhân rồi. Rồi đây là cua sau khi mẹ mình đã hấp chín nha các bạn. Đó, quá ngon luôn. Giờ cho nước cốt dừa vô nấu tới chừng nào mới xong mẹ? Cho nó chín luôn hả? Cho nó thấm luôn hả? Con không biết nó đặc không nữa, để con múc thử coi. Thấy gì chắc cũng được rồi đó. Trời ơi, nồi bánh canh này hơi bị nhiều luôn. Rồi đây là nồi bánh canh mẹ mình nấu chín rồi các bạn. Xong rồi mẹ cho thêm ít tiêu với lại hành lá vô nè. Đó, nhà mình thích ăn hơi đặc đặc vậy nha. Bạn nào mà thích ăn lỏng hơn thì cho nhiều cái nước cua hơn. Đầy chén luôn. Đầy chén luôn. Ăn đi các con ơi. Khi nào ăn mới cho cua vô hả mẹ? Ăn múc cua đi vô. Sao mẹ không cho cua vô đây luôn? Ngồi để vậy đi nó ngon. Thơm quá à. Thơm lắm luôn. Thơm mùi cua quá. Mẹ cho con ít thôi. Mẹ cho con chén ít thôi mà để hồi con ăn cua. Này mẹ cho hành vô. Hành tiêu nè. Đường, muối, bột ngọt. Như được không? Dạ được rồi. Cái này chén nước cốt dừa nước mà cốt dừa. Quá ngon. Muốn đâu được mẹ múc nước cốt. Nước cốt nguyên xi nè. Thấy không? Béo à, thì để nhiều. Không muốn béo thì để ít tì. Thấy thích của mình ăn. Thích béo thì nó nhiều. Mèo đói. Chắc tiêu. Vì tiêu nãy mình có để trong nhân nữa. Thì bây giờ cho để ít thôi. Ít thôi. Mình đang có để trong bánh này trong nhân luôn. Con các cháu ơi, mẹ nấu chín rồi đó con, rồi giờ ăn nè. Đó. Là bánh canh
cua. Giờ này tới giờ coi phim mà mẹ mình đang mất tập trung á. Để ăn tiếp đi các con cá ơi, đặng cho bà đi coi phim. Mẹ mình đang ghiền phim Việt Nam các bạn ơi. Nước muỗng của mẹ. Cho mẹ ăn chén bự á. Chén bự. Rồi mẹ ăn thử coi. Gia vị nó làm sao? Quá sao? Trời béo rồi. Béo lắm rồi mẹ. Ừ, vì khi nãy nó gạo mà để trong bột nữa. Có bị tanh không? Không. Cua mà lúc gia vị mình hấp nữa mà. Thường không biết cái làm là tanh nó nghe hàng cua nè. Ăn thử cái bánh canh nè. Bánh canh sao mẹ? Dai ngon. Dai ngon hả? Ừ. Nóng quá các con ơi. Nó bụng quá. Nóng quá các con ơi, vừa ăn vừa thổi. Đâu, mày thử múc cua nè. Vừa ăn vừa thổi nha. Trời ơi, ngon chưa? Dai ghê không? Sợ bánh canh nó trong mà nó mềm chứ nó không dai hả? Dai. Dai hả? Trong dai ngon. Ôi, cua ngon quá à. Mum mum mum. Ngon quá. Vàng ơi, mẹ em nãy mẹ không có thử. Ha, tưởng không vừa ăn, vừa quá trời vừa ăn miếng cua này luôn. Vừa ăn. Ừ. Cái này ăn với bún riêu cua cũng ngon luôn. Ừ, ăn cái gì cũng ngon chứ. Hả? Cũng như là mình làm cái chả. Chả hấp mà để lẩu. Ăn không con? Lại đây mẹ cho con ăn nè. Ừ, lại đây. Nói chuyện với mèo. Mèo đó là yêu quý của mẹ đó con. Người ta có con mẹ gái mình sinh về đó. Mẹ bữa nay nấu bánh canh trứng này nè. À, các con lại ăn với mẹ. À, các con là thấy những ý thích này thì các con cầm kênh kê cho mẹ. Mẹ rất là cảm ơn các con. Bye bye. Đâu với bà lại. Bye bye. Cô teo quá. Đó vừa ăn vừa coi phim kìa. Ghiền phim tới sợ luôn. Con, đi ra con. Ngồi đây nè con, nằm xuống. Nằm xuống đi con. Con của mẹ đó. Mẹ ngủ đâu là theo đó vậy đó. Ở đây nằm đây nè. Nằm bắp vế mẹ nè. Trời. Mình đây.